Hey, xin chào các bạn. Ở video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách để các bạn có thể đưa PHP MyAdmin vào trong Laravel để sử dụng quản lý database với Laravel, một trong những công cụ mà các bạn quen thuộc hơn so với cái mà Laravel đang hỗ trợ mặc định. Thì công cụ này chúng ta sẽ thêm vào nó như thế nào? Thì trong Laravel nó đã hỗ trợ cho chúng ta một cái cách để chúng ta có thể thêm PHP MyAdmin vào một cách dễ dàng rồi. Đây, các bạn có thể xử lý như thế này. Mình sẽ mở Laravel lên và start lên. Đó, được chưa các bạn? Sau đó chúng ta sẽ, đây, Windows nó sẽ hỏi như thế này. Thì các bạn sẽ nhấn Z. Sau đó chúng ta sẽ kích chuột phải vào phần Tool, Quick Add. Thì các bạn ngay lập tức sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có phần để chúng ta add vào. Và trong đây chúng ta sẽ nhìn thấy PHP MyAdmin. Hiện tại version của chúng ta đang là bản 8.x. Chúng ta đã update lên từ video trước. Chính vì vậy ở đây mình sẽ add PHP MyAdmin vào như thế này. Thì khi các bạn add PHP MyAdmin vào thì nó sẽ thực hiện tải cái phiên bản 4.8.0 về. Thì cái việc tải này nó được quy định ở đâu? Thì trong quá trình tải thì mình sẽ mở lên để cho các bạn nhìn thấy được là cái việc tải cái version này nó được quy định ở đâu. Thì các bạn có thể nhìn vào đây. Các bạn vào phần config ở đây. Thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy có một cái file config như thế này. Và ở trong đây nó sẽ chứa đường dẫn của các gói backkit theo từng version mà Laravel nó đã quy định. Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được. Đây, các bạn nhìn thấy Apache, PHP MyAdmin, MariaDB, đó, Node.js version. Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được version của từng backkit này các bạn nhé. Đó, mình sẽ nhấn Z khi mà Windows nó hỏi. Thì ở đây, các bạn quay trở lại đây. Sau khi mà chúng ta, đó, sau khi mà chúng ta đã chạy được lên như thế này rồi, các bạn quay trở lại đây. Nó chạy lên cho chúng ta cái đường dẫn này. Nhưng cái đường dẫn này thì nó đang chạy vào đâu? Cái đường dẫn này thì bản chất nó đang nằm ở thư mục này. Nó đang chạy vào trong thư mục là app, Laravel app như thế này. etc app. Đó, và trong đây các bạn sẽ nhìn thấy PHP MyAdmin như thế này. Được chưa? Và lúc này nó đã download cho chúng ta bản 4.0.8 về rồi. Đó, sau khi download về các bạn làm thêm một bước nữa là cắt toàn bộ cái folder này ra bên ngoài này. Đó, được chưa các bạn? Sau đó các bạn xóa PHP MyAdmin folder rỗng này đi. Đây, các bạn xóa nó đi. Được chưa các bạn? Rồi, sau đó chúng ta sẽ chạy lên. Chúng ta sẽ load lại cái trang này. Thì nó sẽ chạy lên cho chúng ta như thế này. Tuy nhiên khi các bạn chạy lên với bản 4.8.0 này thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái lỗi này. Tại sao lại như vậy? Tại vì là ở bản PHP MyAdmin 4.8.0 thì nó không hỗ trợ cho PHP version là 8.x. Hiện tại chúng ta đang sử dụng PHP version là 8.x. Giả sử mình đổi về 7.2. Đó, mình đổi về PHP 7.2 và mình chạy lên. Thì ok, không vấn đề gì. Nó chạy được các bạn nhé. Đây, được chưa? Nhưng khi chúng ta chuyển sang bản 8 thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái lỗi như thế này. Nhưng đừng quá lo lắng, bởi vì ở trong Laravel chúng ta thay đổi những cái này nó cực kỳ dễ dàng. Và chúng ta sẽ thay đổi cho nó phù hợp. Rồi, ok, bây giờ chúng ta chạy lên. Thì bản PHP MyAdmin 4.8 nó sẽ không thể chạy cho PHP 8 được. Chính vì vậy chúng ta sẽ phải thay đổi. Chúng ta thay đổi như thế nào? Thì chúng ta làm như sau. Các bạn search PHP MyAdmin cho PHP 8 chẳng hạn. PHP 8. Rồi, ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy trang chủ của PHP myadmin.net ở đây. Vào đây các bạn sẽ nhìn thấy bản mới nhất là bản 5.1.0. Và bản này thì nó đang hỗ trợ cho PHP 8 rồi. Ok chưa các bạn? Chúng ta chỉ việc download về thôi. Thì chúng ta sẽ tiến hành download về như sau. Đó. Rồi, sau khi download xong thì chúng ta sẽ mở cái thư mục download lên. Chúng ta giải nén cái folder này. Đây, chúng ta sẽ giải nén. Trước khi giải nén thì mình sẽ stop lại toàn bộ cái phần này, service của Laravel, được chưa các bạn? Chúng ta xem việc download đã thành công hay chưa. Chờ một chút xíu nhé. Đây, nó vẫn chưa xong các bạn ạ. Đó, xong rồi. Sau khi mà download thành công thì các bạn giải nén nó ra. Các bạn giải nén phiên bản PHP MyAdmin 5.1.0 thì chúng ta sẽ có toàn bộ cái folder này như thế này. Sau đó các bạn quay trở lại thư mục Laravel etc app
và các bạn xóa toàn bộ những cái ở bên trong PP My Admin đi. Các bạn xóa đi. Đó. Được chưa? Sau đó các bạn copy cái mà chúng ta vừa làm được ở kia. Chính là cái mà chúng ta vừa download về đấy. Chúng ta mở thư mục download lên. Chúng ta sẽ copy toàn bộ cái thư mục mà chúng ta vừa giải nén vào trong đây. Đây. Chúng ta sẽ cắt toàn bộ vào hoặc là copy, mình sẽ copy. Đó, chúng ta sẽ copy toàn bộ thư mục mà chúng ta vừa giải nén vào trong thư mục app PHP My Admin của Lalagon như thế này. Thì copy nó sẽ mất khoảng đâu đó khoảng 1 phút bởi vì nó cũng khá là nhiều file, thì các bạn chờ một chút. Nếu mà chúng ta thực hiện cắt và paste thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Rồi, vậy là chúng ta đã copy được toàn bộ source code của PHP My Admin phiên bản 5.1.0 vào trong thư mục app PHP My Admin của Lalagon rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mở lại Lalagon lên và chúng ta sẽ start lại service của Lalagon lên như thế này. Đó, sau khi start rồi chúng ta sẽ chạy trang PHP My Admin lên. Đó, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái thông báo lỗi như thế này, có nghĩa là cái extension của PHP, cái extension này nó chưa được enable. Tại sao lại như vậy? Thì đối với phiên bản PHP My Admin 5.1.0 thì nó yêu cầu chúng ta phải enable cái extension này lên. Đơn giản thôi, chúng ta sẽ mở vào pp.ini như thế này. Đó, sau đó các bạn tìm đến cái bucket này, chúng ta sẽ search này .etc. Đó, ở đây các bạn tìm đến cái extension MySQLi và các bạn enable nó lên Ctrl S. Sau đó các bạn quay trở lại đây, các bạn stop service. Đó, và start lại. Rồi, lúc này chúng ta chạy nó lên thì các bạn sẽ chạy được PP My Admin với PP 8 các bạn nhé. Đó. Rồi, và đây đường dẫn của nó mặc định các bạn hoàn toàn có thể sử dụng HTTPS như thế này. Đó, được chưa? Được chưa các bạn? Lúc này các bạn hoàn toàn có thể đăng nhập vào. Giả sử mình không nhớ password của MySQL để mình đăng nhập vào PP My Admin thì các bạn hoàn toàn có thể vào đây để các bạn thay đổi lại password. Đây, vào MySQL này, change password root này. Đó, thì trước khi change thì nó yêu cầu chúng ta phải stop lại. Chúng ta stop lại thôi. Sau đó chúng ta sẽ change. Đó, ví dụ mình set là 1, 2, 3. Đó, thì quá trình thay đổi password nó sẽ thực hiện mất khoảng vài giây. Thì các bạn hãy chờ một chút xíu. Thì việc này nó sẽ giúp chúng ta thay đổi lại cái password của user root trong MySQL. Rồi, chúng ta lại start lại server lên. Bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập với password là 123. Đó, vậy là chúng ta đã sử dụng được PP MyAdmin ở trong Lalagon và chúng ta sử dụng với phiên bản mới nhất của PP MyAdmin thì nó cũng có khá nhiều cái điểm hay ở trong đây. Các bạn nhìn thấy này, nó yêu cầu chúng ta phải enable một vài cái bucket, một vài cái extension khác lên. Chúng ta có thể làm luôn. Đây, mb string này, chúng ta mở ppini lên này. Mb string, đây chúng ta enable cái bucket này lên. Mỗi lần chúng ta switch PP version từ version này sang version khác thì cái file ppini nó lại bị reset về ban đầu. Chính vì vậy mà ở video trước chúng ta đã config cái này rồi, nhưng vì mình vừa switch sang PP 7.2, chính vì vậy lúc quay trở lại thì những cái này nó lại chưa được. Đó, thì tiện thể mình sẽ enable một vài cái extension mà chúng ta hay dùng lên. Rồi, ok. Đó, và chúng ta tắt nó lại. Đó, lưu nó lại và chúng ta tắt nó đi. Đó, sau đó chúng ta stop. Đó, rồi chúng ta start lại server. Thì lúc này chúng ta load lên thì các bạn sẽ thấy nó giải quyết được cái vấn đề vừa lỗi lúc nãy, đó là cái mb string. Còn một cái lỗi gì khác, đây chỉ là warning thôi, nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều, thì chúng ta có thể fix hoặc là không.
Và bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng PHP MyAdmin với Lalagong rồi. Và đây là công cụ mà giúp các bạn quản lý database nó dễ dàng hơn, bởi vì nó quen thuộc với các bạn hơn. Đó. Và từ bây giờ các bạn muốn mở PHP MyAdmin lên, các bạn chỉ cần click vào database, mặc định nó sẽ mở lên cho chúng ta như thế này. Rồi, video này mình sẽ kết thúc ở đây. Các bạn hãy thử nó ở trên máy của mình và thực hiện add PHP MyAdmin vào trong Lalagong ở trên máy của các bạn nhé. Chúc các bạn thành công.